Đó thì mấy ngày nay cũng lu bu công chuyện rồi bò đẻ. Trong tuần nay đẻ 3 con lượt nha anh chị. Đó. Đẻ rồi anh chị ơi, tơi chữa đẻ đó. Đang bú lên anh chị ơi. Bò sữa hưng bò sữa luôn. Quá trời mỗi con đẻ là xương cẳng. Những dòng 3B F1 thì đẻ con cực kỳ mắc sữa nha anh chị. Mẫu bùm bay. Cực lắm. Bố đấy, nó quá vú lắm. Đấy. Quá sữa anh trời. Không dám cho ăn luôn. Cỏ không. Còn mới đẻ mà lưng đánh rỗng luôn. Thù lù. Đẻ xong trong vòng tiếng hồ là ra, tiếng hay tiếng ra nhau anh chị. Trời bò giống Long An thì bắt những hàng siêu mắc sữa. Không phải con nào cũng có sữa nhiều nha anh chị. Nó tùy tùy theo mẫu, từ dạng giống bò anh chị ơi. Qua sữa.